Chào các bạn, mình đang có mặt trước con đường đi vào miếu bà Chúa Xứ Nương Nương, ấp Chà Hách nha các bạn. Vào khoảng 100m. Thì đây, rẽ tay phải nha. Còn đây là con đường đi thẳng thì sẽ đi về đền thờ Bác. Còn qua cây cầu này, cầu Ông Sệ nè, mình không biết là đi đâu, chắc cũng đi vào các ấp khác của xã Châu Thới các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào miếu bà để có thể khám phá và chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Rồi, mời các bạn cùng theo chân mình đi khám phá miếu bà Chúa Xứ Nương Nương ấp Chà Hách nha các bạn. Có cái mít nè, trái nè. Vào 100m thôi nên cũng sẽ rất là gần ha. Ở đây thì thuộc địa phận của ấp Chà Hách này. Còn hồi nãy mình đi vào là ấp Nhà Việt nha các bạn. Đây có trồng đậu bắp nè. Mình một đường dài luôn. Đây mình đã tới miếu bà nha bạn. Đây. Phía trước thì có trồng khá nhiều cây như cây xanh hay cây gừa vậy đó, rất là mát mẻ. Miếu bà có cái sân khá là rộng các bạn. Con đường đi vào nhỏ nhưng mà vào bên trong thì có sân khá là rộng. Ôi như là đóng cửa phía bên trong các bạn. Mình thấy đóng cửa. Nhưng mà mình sẽ quay phía bên ngoài cho các bạn xem. Mình thấy đóng cửa nhưng mà cửa kiểu như cửa sắt kéo á, có thể thấy được phía bên trong. Thì mình sẽ quay phía bên ngoài trước và sau đó mình chia sẻ bên trong. Mình không vào thắp nhang được nên chắc chỉ quay sơ sơ cho các bạn. Ê, có nhang ở ngoài kìa, mình sẽ thắp nhang trước nha các bạn. Sau khi thắp nhang xong thì mình xin chia sẻ với các bạn hình ảnh về miễu bà Chúa Xứ Nương Nương ấp Chà Hách này. Bị đóng cửa nên mình chỉ chia sẻ phía bên ngoài cho các bạn xem ha. Thì ở đây nè, phía bên đây thì có thờ thứ nhất là Diêu Trì Kim Mẫu nha các bạn. Đây cho các bạn xem. Rồi, phía bên đây là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế nha các bạn. Đây. Còn bên đây là thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nè. Còn đây thì có một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng khá lớn nè các bạn. Đây cho các bạn xem ha. Ở trên thì có một cái lá bồ đề để che mát cho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Khuôn viên chỗ này thì khá là rộng. Ở đây thì thờ thổ thần các bạn ha, khoảng cách thổ thần và ngũ hổ khá là xa. Đây là thờ ngũ hổ nha các bạn, đây cho các bạn xem. Mình thấy để đây khá nhiều nước lọc nữa các bạn ha. Chắc để cúng các bạn, cúng mấy đợt mà kỳ yên rồi đó thì sẽ đãi khách ở khuôn viên của miễu bà nè. Bên đây thì có khá nhiều ghế đá nè. Bên đó có nguyên một căn nhà luôn. Như để thờ ai hay là kiểu như để đồ. Để đồ để có những cái đợt mà kỳ yên sẽ sử dụng các bạn. Đây mình cho các bạn xem qua cái lớp cửa các bạn ha. Do
nhấc mở được không? Nó phá từ bên trong các bạn, nên mình sẽ quay chỗ này cho các bạn xem. Đây là phía bên trong của miếu bà nè. Rồi, mình chỉ chia sẻ với các bạn bấy nhiêu đó thôi. Do ở đây mình thấy không có ai giữ hết, cũng không có người dân gần bên đây, nên mình chấp nhận mình chia sẻ với các bạn bấy nhiêu đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình hành trình đi khám phá Bạc Liêu. Cụ thể là hiện tại mình đang khám phá trong xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.